Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Mô Tô Vlog, Quân Béo Mô Tô Hà Đông. Khung cảnh rất là đẹp, mình đang ở Park City, một khu đô thị quá nhiều nhà giàu. Vì tại sao hôm nay là lên đi chụp ảnh, bộ ảnh cho con Harley 48 báo đen, gái hư của Mỹ, cơ bắp Mỹ, quá mạnh luôn, cực kỳ là mạnh và lực. Odo này, 15.000 cây, 15.000 cây, chính chủ, đăng ký từ năm 2017. Đây các bạn nhìn thấy không? Cùng công tắc nó còn đẹp nha. Đấy, cùng công tắc còn đẹp nha. Odo 15.000 cây tương đương với 9.000 mai. Đây, đổi set chuyển sang mai đây. Rất là đơn giản thôi. Đấy, giữ chặt cái là ra 9.300 mai. Đấy, ấn nút chip này. Nó có đầy đủ thông tin, cả báo số, vòng tua, vòng kiếc các thứ. Xe thì lên quá trời đồ chơi luôn. Quá trời đồ chơi luôn. Nổ máy cho anh em nghe. Một con cơ bắp Mỹ, tiếng gầm thét của nó. Nếu anh em nào mà có 200 mấy chục triệu thì anh em nên sở hữu một con cơ bắp Mỹ này, vừa làm đồ trang trí ở nhà, vừa đi cà phê cà pháo đi chơi thì nó đỉnh luôn, cực kỳ là đẹp. Máy 1.200, Iron 48 máy 1.200. Xe này mình thông tin như sau là Odo 9.300 mai, xe cam kết máy zin, Odo zin, xe không một lần đâm đụng tai nạn đổ ngã. Đấy, và tiếp theo nữa vẫn là Harley, nhưng mà Harley của châu Á. Đây là chiếc Honda Rebel 500 độ full, full từ body kit, ốp bình xăng, đầu đèn Veros, rồi yên gập mở ra mở vào. Thì con này mình đang bán với giá là 145 triệu. Đây anh em, yên mở ra mở vào luôn các bạn ơi, đẹp luôn. Đấy, xe còn rất là mới. Odo 18.000 cây, biển số Hà Nội. Đấy, bồ đây. Các bạn yên tâm với cái anh em đừng comment với mình là cái gì, là để cái bô này nó nóng rồi nó ấy và gác chân. Xin thưa anh em, bô nó vẫn nằm ở dưới. Đây mới là bô. Mình nổ lên cho các anh em này. Đấy, có chỗ này là lắp giả thôi, nhìn cho nó ngầu thôi. Đấy, các bạn thấy không? Xe cực kỳ ngon. Ok, hôm nay review cho anh em hai con báo đen, Honda Rebel 300 và con Fortius Iron 48. Cùng lên xem clip này nhá. Một con 145 triệu, một con là 265 triệu. Còn anh em muốn lắp quả yên gập như con Rebel này cho con Harley, mình cũng làm luôn nhá. Hết 8 triệu rưỡi anh em, full bộ để lắp cái yên gập cho Harley 48 này, hết 8 triệu rưỡi. Ok anh em, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, chúng ta vào việc thôi. Cô em mình đang chụp ảnh con Rebel. Em có cần để sát hai con lại với nhau để chụp cho nó đẹp không? Thì em dắt vào em chụp cho anh nhá. Đấy, ra được những bộ ảnh đẹp là mình phải đi rất là xa để chụp cái bộ ảnh. Thì đầu tiên con này Rebel 500 biển số Hà Nội, đăng ký 2023. Yên mở ra mở vào nhá. Rất là tiện lợi anh em nào mà mua để đi cà phê cà pháo, chở vợ chở con, đi học đi làm, đi chơi đón con thì nó là best luôn. Đấy, đây yên đây. Ngồi lên thoải mái nhá. Nhưng mà còn để đi tour hàng trăm km, hàng nghìn km, đi tour xuyên Việt thì xin thưa anh em là anh em chơi con yên zin. Yên zin thì nó đơn giản lắm, nó tháo toàn bộ cái bộ part này đưa ra, xong bắt đầu là mình lắp cái yên zin lên phát là xong luôn. Đấy, tháo ra lắp vào nó chỉ mất khoảng tầm 2-3 tiếng thôi. Đấy, rất là nhanh. Xe thì bảo dưỡng toàn bộ rồi, xe còn rất là mới, dầu máy mới thay, nước mát mới thay, buji lọc gió các thứ thay hết rồi. Đây con này là dưỡng này, bạc bạc trắng trắng, cái này là dưỡng xích chủ xe xịt vào. Tiếp theo nữa, ngoài cái yên gập ra thì chủ xe còn lên cả gác chân nữa, ngồi nó ngầu loi luôn. Đây các bạn nhìn này, mình ngồi cho anh em. Hello anh em thấy mình đẹp không? Hôm nay mình ăn mặc kiểu hip hop boy để quay tổng thể cho anh cái, để anh em thấy là mình ngồi đây. Đây một con là Harley 48 nhá, Harley 48 đấy, để yên nó có gác chân middle, là gác chân ở giữa đây và gác chân kéo dài lên trên. Đây thì ngồi con 48, em lùi ra cho anh này. Đấy, ngồi con 48 đây, ngồi này. Con này là hệ thống chống trộm rất là ok, ngồi lên là báo, mặc dù là cái chìa khóa mình treo đây rồi, nhưng khi mình bật điện lên cái là hết kêu luôn. Đấy, tiếp theo nữa anh em ơi, đây em cứ tắt đi, anh đang quay video mà. Đấy, con này con Rebel 500 ngồi lên cũng là yên, nối dài gác chân như mình đã nói với anh em đấy, ngồi rất là đẹp. Thì bộ gác chân này là 1.950.000, nhưng mà cái gì, mình sử dụng lại cái bộ
để chân zin. Đây camera đưa vào đây cho anh. Cái để chân zin vì là có bộ nối dài các chân này, nó có kèm thêm một cái bộ gẩy, gẩy số độ ấy, nhưng mà nó rất là hay bị lỏng, nên là mình lấy là lấy từ bộ zin luôn. Zin nguyên bản nó như nào mình để nguyên như thế thì nó sẽ chắc chắn cứng cáp hơn. Mình chỉ có sửa lại cái đoạn gãy này thôi. Đấy, không phải sửa lại mà lắp thêm. Đấy là phụ kiện lắp thêm để làm gì, để nó cứng cáp và chắc chắn hơn so với cái yên, cái bộ gãy chân độ kia. Ok, đấy. Thì con này lên thêm cái đầu đèn, đầu đèn V-Road. Duy nhất chiếc xe này chưa lên đấy là gì anh em biết không? Đấy là cái xi nhan trước. Xi nhan trước là vẫn để zin. Còn nếu mà mình đẹp thì mình lên quả xi nhan tàng hình là đẹp luôn. Đấy, xi nhan còn gọn nhỏ nhỏ tàng hình là đẹp luôn. Ghi đông vẫn đang sử dụng ghi đông zin. Đấy, hai con đều sử dụng ghi đông zin luôn. Thì con này còn nối dài ghi đông này. Chiếc xe này Harley 48 này mình cũng có bán nha anh em. Giá là con này là 265 triệu thì xe lên rất rất nhiều đồ chơi. Những cái đồ chơi mà bắt buộc một chiếc Harley phải lên là gì? Thứ nhất chống đổ hãng này, chống đổ Harley hãng này. Thứ hai lọc gió Skim Run Eye này, Roland Stand này, với cả những cái hãng khác nhau. Nhưng mà đa phần mọi người hay sử dụng con Skim Run Eye là một cái lọc gió độ của Harley hãng. Còn nếu mà anh em nào mà muốn lên thêm cái tăng chỉnh cái tiếng nổ pụp 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 pụp, nó nổ chậm ấy, là theo giống như con bản chế cơ ấy, thì con này là FI mà anh em, thì chế cơ thì anh em sẽ lắp một cái chuyển ở đây là xong, nó khoảng tầm hơn 1 triệu. Đồ Harley độ này thì rất là đắt. Đây bao tay school, Moto School chính hãng của Harley nha anh em. Đấy, cái chụp này là mình đang để ở nhà này. Đấy, đây anh em thấy không, đây chụp nó nguyên bản nó sẽ là như này. Các bạn mua xe thì nó chụp nguyên bản nó sẽ như này. Đấy, tiếp theo nữa là gì? Là đi bộ để chân cũng là của school luôn. School dịch tiếng Anh là nó là cái đầu lâu của anh em. Đấy, lớp mạ này, hàng chính hãng luôn. Đây, để chân school. Đệm này là đệm phanh cho nó to ra để cái bàn chân lên trong nó chạm đâu, để đâu cũng có thể bóp phanh được. Để chân sau độ nhá anh em, zin nguyên bản nó không có bộ để chân sau này đâu. Đây nguyên bộ pad này để chân sau à. Đấy, để chân sau. Con này là cũng là để chân sau school luôn. Đấy, chưa hết đâu. Ốp này, anh em nhìn thấy ốp bên kia cái ốp nhỏ nhỏ và ốp này không? Thì nó tháo cái zin ra, nó thay cái ốp này vào, cũng là của school nhá. Hình đầu lâu rất đẹp luôn. Lên full school luôn anh em. Đấy, đây là school dán sticker. Mình mua ở trên mạng 45 nghìn anh em. Đấy, con này không tính tiền này, 45 nghìn. Con này cũng thế, con này là mua về nó to lắm. Đấy, nó mình cắt nó đi để mình dán lên cái nắp bình xăng đồ chơi đây. Anh em nhìn này. Đấy, xoay cái này phát là nó lẩy lên, vặn ra. Không cần chìa khóa luôn. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Đây còn vặn vào này. Đấy, vặn vào. Đấy, xoay về cái này cho nó thẳng này. Ấn xuống, xoay ngược lại một cái là xong. Đấy, xoay ngược lên là xoay mở ra. Đấy. Các bạn thấy không? Đấy, nó rất là đẹp luôn. Lên nó đồng bộ. Đấy, chỉ chiếc này mình bán với giá là 265 triệu full đồ chơi. Chưa hết đâu anh em nhá. Biển này. Biển này là của hãng, là nó rơi vào tầm 4 triệu. Đổ mạ rất là đẹp. Đấy, gập này. Logo hãng Harley à. Đấy, đây, mở vào, bập vào, đây, quay được các hướng luôn anh em. Xi nhan này là đời cao ở xi nhan LED rồi nha anh em. Đây, mở lên cho anh em, nó ngầu lắm luôn. Khóa thì mình đang đặt cái bộ bảo vệ khóa bằng da về, nhưng mà đang chưa về hàng. Đấy. Đây, khóa này anh em. Đấy. Mà con này cực kỳ hay nhá, có thêm cái nữa này. Đây, mình tắt đi. Nếu anh em nào không thích mang chìa khóa theo, mình mở bằng mã pin. Đây. Đây, enter pin này, bấm này. Đấy, mình bấm, mình đang chọn cái mã pin đúng không? Đấy, kệ camera, em quay cái này ra cho anh để các bạn không biết cái mã pin. Đừng. Đấy, nổ máy luôn. Mật khẩu của anh phải giấu. Mày nó bắt đầu uống bia này. À không, ngừng. Đã chơi xe thì đừng có uống rượu bia khi đi trên xe đúng không? Đấy, thì nếu anh em đi đá bóng này, anh em đi uống cà phê này, hoặc là anh em đi đâu đấy mà không tiện mang theo chìa khóa này, thì anh em nhớ cho mình cái mật khẩu. Mình sẽ đọc cho anh em cái mật khẩu để anh em bấm này, mở nguồn lên này. Đấy, mở nguồn lên. Sau đấy là bấm mật khẩu. Đây, vào đây em enter này, có mã pin này. Enter này, bấm này. Đây, chọn này. Rồi em lại lướt ra đi. Bày luôn ra ngoài đi. Đấy. Bây giờ hoàn thành, lên. Đấy, mở điện. Đấy. Vì ở mật khẩu. Đấy, cái này là không cần phải chìa khóa luôn.
Đấy, còn nếu anh em nào thích đi đeo cái chìa khóa ở đĩa quần đấy cho xịn, mình có hắc lây thì móc cái chìa khóa đây, đi vào gần cái là nổ máy. Còn kể cả anh em bạn bè vợ con cái gì mà không có chìa khóa mà ngồi lên nó kêu ầm ĩ luôn. Đấy, thì con này là riêng về bảo mật của hắc lây thì nó là bét mẹ luôn rồi. Đấy, ok, anh em mua xe nào liên hệ mình, xe nào mình cũng bán nhá. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em tại vlog sau. Bye bye các bạn.